Chào tất cả các em. Trong tiết học này, cô sẽ hướng dẫn chúng mình làm vở bài tập tiếng Việt. Bài Buổi trưa hè. Nào, chúng mình cùng mở sách và cùng làm bài với cô nhé. Phần bài tập bắt buộc. Giải câu đố. Hoa gì nở giữa mùa hè? Trong đầm thơm ngát, lá che được đầu. Chúng mình hãy đọc lại câu đố một lần nữa nhé. Hoa gì nở giữa mùa hè? Trong đầm thơm ngát, lá che được đầu. Cam ạ, một loài hoa mà liên quan đến mùa hè. Và loài hoa ấy lại sống trong đầm. Và đó chính là hoa sen đấy. Chúng mình có biết câu thơ trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng. Và hoa sen là loài hoa tượng trưng cho mùa hè và cũng là loài hoa tượng trưng cho nước Việt Nam chúng mình, hay còn gọi là quốc hoa đấy. Hoa sen có mùi thơm và lá sen tròn to có thể dùng che đầu. Và đáp án của câu đố chính là hoa sen. Phần bài tập tự chọn. Bài 1, điền vào chỗ trống. A, X hay X? Y chờ X hay Y cờ X? Ba thường kể chuyện cổ tích cho bé Hà nghe. B. Ong hay ông? Trăng chấm chấm như quả chín lửng lơ lên trước nhà. Chúng mình có thể thay ong vào, sau đó chúng mình ghép đọc xem có hợp lý không? Trăng hồng như quả chín lửng lơ lên trước nhà. Hay trăng hồng như quả chín lửng lơ lên trước nhà. Đúng rồi, đáp án là hồng. Và chúng mình sẽ điền phần ông. Bài 2, đánh dấu X vào ô trống trước câu viết đúng. Chúng mình sẽ cùng đọc từng câu, sau đó suy nghĩ xem câu nào là câu viết đúng nhé. Và đáp án chính xác là câu thứ 2 đấy. Câu đầu tiên, mùa thu, hao cúc nở rộ. Vậy là chữ hoa đã bị viết sai thành hao đúng không nào? Câu thứ 3, mùa đông thời tiết rất lạnh. Tại sao câu này lại sai nhỉ? À đúng rồi, chúng mình chú ý nhé. Câu này đầu câu viết hoa rồi nhưng cuối câu lại dùng dấu phẩy. Vậy là đã viết sai đúng không nào? Cuối câu chúng mình phải sử dụng dấu chấm câu nhé. Và đáp án chính xác là câu mùa hè nắng chói chang. Cùng chuyển sang bài 3. Bài 3, viết một câu về điều em thích ở mùa hè. Chúng mình cùng suy nghĩ, ở mùa hè thì có điều gì là mình thích nhỉ? Thời tiết mùa hè thế nào? Và mùa hè thì chúng mình thường làm gì? Đúng rồi, mùa hè là mùa mà chúng mình được nghỉ hè đấy. Và khi chúng mình được nghỉ hè sau một khoảng thời gian học tập rất vất vả, thì bố mẹ sẽ thường cho chúng mình đi du lịch, đi chơi, đi tắm biển đúng không nào? Vậy thì chúng mình thích điều gì? Hãy viết câu nhé. Và đây là gợi ý của cô.
Em thích nghỉ hè được cùng gia đình đi tắm biển. Hoặc câu, mùa hè em được đi du lịch. Đây chỉ là câu gợi ý của cô thôi. Còn chúng mình thích điều gì thì chúng mình hãy viết theo ý của chúng mình nhé. Nhớ là đầu câu phải viết hoa và cuối câu phải sử dụng dấu chấm câu nhé. Vậy là cô đã vừa hướng dẫn chúng mình làm xong phần vở bài tập tiếng Việt rồi đấy. Tạm biệt các em và chúc các em học tốt.